Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Chu Linh. Nước Đức tặng Việt Nam thêm 4 triệu liều vaccine COVID-19. Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ngày 25 tháng 1 cho biết, tổng cộng 4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của BioNTech Pfizer đã về đến Hà Nội cuối năm 2021, đầu năm 2022. Đây là lô vaccine lớn nhất từ trước đến nay mà Đức viện trợ cho Việt Nam nhằm ủng hộ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam. Đợt hỗ trợ vaccine này được thực hiện qua cơ chế phân bổ vaccine quốc tế COVAX với sự phối hợp chặt chẽ của UNICEF, WHO, Việt Nam và chính phủ Việt Nam. Trong năm 2021, nước Đức cũng đã nhiều lần cung cấp vaccine và trang thiết bị y tế cho Việt Nam. Cùng với lô vaccine này, tổng số vaccine mà Đức đã trao tặng cho Việt Nam là trên 10 triệu liều. Nhân dịp này, đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hilner khẳng định với lô vaccine lần này gồm hơn 4 triệu liều được chuyển giao qua cơ chế COVAX. Nước Đức tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phòng chống và vượt qua đại dịch COVID-19. Bà Rana Flowers, quyền điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc và đại diện UNICEF tại Việt Nam, nhấn mạnh sự đoàn kết toàn cầu, sự hỗ trợ to lớn của các chính phủ đã cam kết tài trợ cho COVAX và những chính phủ hỗ trợ vaccine thông qua COVAX là những yếu tố then chốt trong việc bảo đảm vaccine đến được mọi nơi trên Việt Nam cũng như trên thế giới một cách công bằng. Với lô vaccine do chính phủ Đức ủng hộ lần này, cho đến nay Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 51 triệu liều vaccine COVID-19 qua cơ chế COVAX. Dịch vụ chăm sóc cho người bị nhiễm COVID-19 trong dịp Tết giá hơn 2 triệu đồng một ngày. Khi mà số người nhiễm COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao, thì dịch vụ chăm sóc người bị nhiễm virus được nhiều người tìm đến. Chăm sóc người bệnh ở tại nhà, ở tại bệnh viện đã trở thành công việc tay ngang của nhiều người. Khi mà đưa thông tin trên nhóm tìm người chăm sóc bệnh nhân tại nhà trên mạng xã hội, thì anh Thi cho biết là gia đình cần tìm người chăm sóc người nhiễm COVID-19. Bệnh nhân là một người bị gãy chân, không tự ăn uống và đi lại được. Và bệnh viện yêu cầu người chăm bệnh là người nhiễm virus hoặc là nhiễm virus đã khỏi bệnh. Gia đình anh thì chưa có ai bị nhiễm COVID-19 nên mong muốn tìm người chăm sóc cho bà, mức lương thỏa thuận. Còn chị Hoàng Mai tại quận Cầu Giấy, Hà Nội thì cho biết trước đây làm công việc tự do, từ khi mà Hà Nội bùng phát dịch thì ca mà người bị nhiễm virus đã tăng cao, chị bắt đầu nhận chăm sóc cho bệnh nhân. Theo chị Mai thì người có nhu cầu chăm hộ này khá nhiều, chủ yếu là chăm sóc ở tại bệnh viện, cũng có người cần chăm sóc bệnh nhân tại nhà. Điều kiện thường là phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính với trang phục bảo hộ. Chị cho biết thêm thông thường là gia đình sẽ tự đưa ra chi phí với bệnh nhân bình thường vào khoảng 2 triệu đồng một ngày. Trong đó thì chi phí ăn uống thì mình tự chịu. Trong dịp Tết thì sẽ tăng hơn. Chị Mai cũng thừa nhận là chăm sóc cho bệnh nhân chắc chắn sẽ có nguy cơ bị lây nhiễm cao. Nhưng dịch bệnh, tìm công việc cũng khó khăn. Hơn nữa, chị đã tiêm vaccine, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và làm việc cũng hết sức cẩn thận, nên đến giờ thì vẫn an toàn. Người dân Sài Gòn ra giữa sông thả cá chép. Nhiều người dân sợ cá chết hoặc bị chích điện nên thuê ghe ra giữa sông Sài Gòn để thả cá chép ngày cúng ông Công, ông Táo. Theo ghi nhận, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 1, tức 23 tháng Chạp, nhiều người dân mang cá chép vàng, cá trê lương đến chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh để phóng sinh, tiễn ông Táo về trời. Bà Trịnh Thị Nhan, quận Gò Vấp cho biết bà đều đặn đến chùa Diệu Pháp thả cá chép tiễn ông Táo hơn 10 năm nay. Do dịch bệnh nên năm nay người đi phóng sinh ít hơn. Năm ngoái thì 7 giờ sáng đã rất đông, có người thả vài tạ cá. Chị Hương, người thuê ghe ra giữa sông Sài Gòn để thả cá, cho biết năm nay chị cùng vài người bạn mua khoảng 5 triệu đồng cá chép đỏ, cá trê và các loại cá để phóng sinh. Các chị dậy sớm mua các loại cá ở chợ thay vì các điểm bán cá cuốn. Ghi nhận xung quanh khu vực thả cá, có một số người chuyên chích điện, bắt loại cá được phóng sinh. Tình trạng này diễn ra nhiều năm qua, vào dịp cúng ông Công, ông Táo. Cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và 5 cán bộ phụ trách đất đai ở Đồng Nai bị bắt giữ. Giới truyền thông trong nước cho biết là sáng ngày 25 tháng 1, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Viết Hưng,
là cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai. Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam đối với ông Hưng, 65 tuổi, để điều tra hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Cùng với hành vi trên, để cơ quan cảnh sát điều tra còn khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tấn Tài, là cựu giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa, và ông Võ Cao Cường, là chủ tịch phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Ngoài ra, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an của tỉnh cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Đức, cựu phó chủ tịch phường Tam Phước, Nguyễn Anh Thương và Vũ Văn Huy, cán bộ công chức địa chính phường Tam Phước. Ông Hưng được các cơ quan chức năng xác định trong thời gian làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có những hành vi vi phạm mà việc xác định các nguồn gốc đất theo thẩm quyền, trong đó có nhiều dự án liên quan đến đất công mà không qua đấu giá. Sau đó thì chính quyền tỉnh Đồng Nai dựa trên đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh đã giao đất cho một số doanh nghiệp trên địa bàn và để xảy ra thất thoát tài sản. Báo Tuổi Trẻ cho hay là bước đầu cơ quan điều tra xác định các bị can liên quan đến sai phạm ở dự án khu dân cư Phước Thái ở phường Tam Phước, Biên Hòa. Khu đất làm dự án này có nguồn gốc đất công do nhà nước quản lý, nhưng thực hiện dự án khu dân cư thương mại mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đã làm thất thoát tài sản của nhà nước. Các bị can trên đã vi phạm về quản lý đất đai mà bản chất là làm sai lệch hồ sơ. Cơ quan điều tra còn xác định có nhiều cá nhân từng là lãnh đạo của chính quyền tỉnh Đồng Nai có liên quan đến sai phạm của ông Hưng. Nhà máy Nghi Sơn giảm công suất và có thể phải đóng cửa vào tháng 2 năm 2022. Theo tin Bloomberg ngày 24 tháng 1, thì nhà máy Nghi Sơn, công trình lớn nhất Việt Nam trong ngành hóa dầu ở Thanh Hóa, đang phải cắt giảm công suất và có thể phải đóng cửa sau Tết Nguyên Đán vì khó khăn tài chính. Hiện nhà máy đang yêu cầu chính phủ Việt Nam hỗ trợ, và nếu không có thêm ngân khoản từ nhà nước thì có thể đóng cửa vào tháng 2 năm 2022 là rất cao. Trước đây, vào tháng 8 năm 2021, báo VN Express đưa tin nhu cầu xăng dầu giảm khiến hai nhà máy Dung Quất và Nghi Sơn đều phải cắt giảm việc xuất hàng. Riêng nhà máy Nghi Sơn được khởi công xây dựng từ năm 2013 và đưa vào vận hành gần 5 năm sau thời điểm không thuận lợi cho ngành xăng dầu Việt Nam. Hồi năm 2018, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu chính phủ xin dừng nhập xăng vì lo xăng dầu Nghi Sơn ế ẩm. Vào thời điểm đó, Nghi Sơn nói sẽ bán tất cả các sản phẩm xăng, dầu và khí đốt hóa lỏng cho thị trường địa phương, trong khi các sản phẩm khác, bao gồm hóa dầu, sẽ được xuất cảng. Dự án thuộc khu kinh tế mới Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có công suất giai đoạn 1 là 200.000 thùng dầu thô một ngày, tương đương 10 triệu tấn dầu thô một năm, gần gấp đôi nhà máy Dung Quất ở Quảng Ngãi. Dự án nhà máy Nghi Sơn là liên doanh của 4 nhà đầu tư gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, KPI Kuwait, Idemitsu và Mitsui Nhật Bản. Vào tháng 10 năm 2021, các báo quốc tế ghi nhận khu vực nhà máy Nghi Sơn ở Việt Nam vẫn bị phong tỏa vì dịch COVID. Dư luận Việt Nam xôn xao về tin giáo sư Ngô Bảo Châu làm thỉnh giảng ở Trung Cộng. Trong mấy ngày qua tại Việt Nam, đã nổ ra những tranh luận trong dư luận về thông tin là giáo sư toán học Ngô Bảo Châu làm thỉnh giảng cho một học viện ở tại Trung Cộng. Theo đó, những cuộc tranh luận khởi phát sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội cho biết là giáo sư Ngô Bảo Châu là người Việt đầu tiên giành huy chương Fields, vốn được coi là giải Nobel dành cho toán học, đầu cân cho viện toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân ở tại Hoa Lục. Học viện này đăng bài bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Hoa từ hồi tháng 10 năm 2019 cho hay. Giáo sư Ngô Bảo Châu được bổ nhiệm làm giáo sư vào ngày 25 tháng 8 năm 2019 và hiệu trưởng của trường là Yu Yu đã trao thư bổ nhiệm cho ông Châu. Trong bản tin bằng tiếng Anh thì tên của giáo sư Ngô Bảo Châu được phiên âm thành là Vu Bao Du. Trong bản tin bằng tiếng Hoa thì tên Việt của ông Châu đã được giữ nguyên và để trong ngoặc đơn. Trên mạng xã hội thì nhiều người và một số nhóm Facebook đã chỉ trích giáo sư Châu về việc ông giảng dạy tại một trường của Trung Cộng, chủ yếu với lập luận rằng cách đây gần 10 năm,
ông Châu đã từng nói là không màng đến lương cao tại Trung Cộng, có thể lên đến 800.000 đô la một năm. Nếu như làm việc ở đó thì bị xem là quay lưng với đất nước. Đáp lại với những lời chỉ trích thì giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online vào ngày 24 tháng 1. Là cách đây mấy năm tôi có đến Học viện Cáp Nhĩ Tân một vài lần để thỉnh giảng và tham gia hội đồng đánh giá hoạt động của viện nghiên cứu bên ấy. Trong một chuyến đi như thế thì ông hiệu trưởng trường Cáp Nhĩ Tân có buổi tiếp chính thức, tặng kỷ niệm chương và thông báo là trường luôn tiếp đón tôi bất kỳ lúc nào ở tư cách là giáo sư thỉnh giảng. Tôi có đi thỉnh giảng và hợp tác nhiều nơi nên tôi không thấy việc đi thăm Cáp Nhĩ Tân là có gì đặc biệt hơn. Thường khi đi thỉnh giảng ở đâu đó thì tôi sẽ quay lại một vài lần để mà ghi công việc xem là kết quả ở đó, chứ không thuần túy chỉ đi cho biết. Vì thế tôi chấp nhận lời mời của ông hiệu trưởng với ý định là sẽ còn quay lại ở đó 2-3 lần, hợp tác nghiên cứu với một nhà toán học ở đó. Giáo sư cho biết do đại dịch Covid-19 nên ông chưa quay lại học viện của Trung Cộng và sẽ không chắc là có đi thăm Cáp Nhĩ Tân trong tương lai gần hay là không. Ông Châu thì nhấn mạnh ông không có trong biên chế ở trường đại học nào ở Trung Cộng và cho biết thêm là ông không có ý định đi làm việc lâu dài ở bất kỳ chỗ nào ở Hoa Lục mà là chỉ đi thỉnh giảng và hợp tác khoa học. Được biết hiện nay ông làm việc toàn thời gian và lâu dài trên cương vị là giáo sư ở tại Đại học Chicago, Hoa Kỳ. Bên cạnh đó ông cũng nắm trách nhiệm là giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán ở tại Việt Nam. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Huỳnh Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị một buổi tối an lành.